Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại em nha. 0348308843. Rồi mình theo dõi mấy video mới thì mình bấm vô chỗ đăng ký kênh nha mọi người. Rồi, em cập nhật mấy món hàng ở dưới cái tiêu đề của cái video này. Mọi người bấm vô xem rồi mình liên hệ cho nó tiện ha. Hôm nay là cái video 64. Đầu tiên là cái cây em cờ lê đa năng nha mọi người, có thớp nè, cái này size nhỏ nhưng rất là đẹp, còn rất là đẹp ha. Kích thước là 15 cm ha. Này. Rồi, cái cờ lê đa năng này có mã là 6401 nha. Giá bán 200.000. Tiếp theo là một cái cây cân treo của Nhật. Đây. Cân treo 20 kg nha mọi người. Đây, hân nó bị mớp ha, nhưng vẫn cân ok, không ảnh hưởng. Lò xo của Nhật nó rất là chính xác luôn nha. Đây, nó cũng mắc con ốc nhưng không ảnh hưởng gì đâu mọi người, không ảnh hưởng. Cái nấm này để mình chỉnh lại cái độ chính xác mà. Osaka. Hân nó bằng nhôm nha mọi người. Đây, hân nó toàn bộ bằng nhôm nè. Cái lò xo thì bằng thép. Hai cái móc này bằng thép thôi. Rồi, cái cân treo này có mã là 6402 nha. Giá bán 300.000. Tiếp theo là hai cái một cuộn chì lớn, cuộn chì nhỏ ha. Đây, size nó thì bằng nhau ha. Chì này là 1.6. Này. Của hãng Good nè, chuyên mở hàng luôn ha. Đây, cuộn này thì khoảng 700g nha, còn 700g này giá bên Nhật chì 1.6 mọi người. Rồi, hai cái cuộn chì này có mã là 6403 nha, giá 400.000. Rồi, tiếp theo là cái dao gọc giấy. Của thương hiệu của Nhật nè. Hợp lưỡi luôn. Đây còn bộ lưỡi luôn nè. Đây khoảng 8-9 lưỡi gì đó. Cái hộp lưỡi này nó có bên đây mà để mình bẻ lưỡi nè mọi người. Xài lưỡi nó bị hư hay mẻ gì mình gắn vô đây bẻ nè. Bẻ cho nó vô hộp này luôn. Nó chứa trong hộp này nè.
Rồi cái bộ dao gọc giấy này có mã là 6404 nha, 150.000. Tiếp theo là hai cây nối dài mũi vít. Đây là một cây của bà sale ha, còn một cây thì của hãng Nhật, hãng khác ha. Đây. Bà sale nè, này dùng để gắn máy bắn vít ha, nối dài ra. Đây cái đầu này nó quay được nè, để cầm mình bắn á. Ở đây cái cây này nó dài 30 nha mọi người. Rồi hai cái cây này nó dài tôi ít, có mã là 6405 nha, giá 200.000. Tiếp theo là một cái can chứa nguyên liệu ha, chứa xăng dầu hay gì của Nhật nè, nắp nó bằng đồng. Cái bình này chứa khoảng 2 lít rưỡi nha mọi người, em đo nước thử là khoảng 2 lít rưỡi á. Cái nắp là cái quai treo luôn mà, rồi chứ treo theo bên xe cũng được, cặp theo xe nè, mình chứa xăng dự trữ ha, rất ok luôn. Nó bằng thép dập nhưng mà rất là dày, cứng lắm, cứng, nhìn nó vậy chứ cứng lắm, rất cứng luôn ha. Kích thước nó là 30 x 23 ha. Rồi cái bình này có mã là, cái can này có mã là 6404 nha, giá 300.000. Tiếp theo là một cái để dò ống ha, mình dò cái miệng ống nè, miệng ống nhựa đây, ví dụ như vậy nè, nó có ba lưỡi nè, lưỡi thép ha. Mặt này khoảng là mình ví dụ mình mới cắt á, nó bị nó còn cái bao bìa do nó đó, nó sẽ do ra vậy nè, cạo nó ăn đường vậy đó. Lưỡi này thép nó bén luôn. À này của Mỹ nha mọi người, nó có bằng rít điện nè, rít điện của Mỹ nha. Đây rít điện thì nó sản xuất đồ rất là chất, nó chuyên sản xuất đồ hạng nặng không mọi người. Rồi cái giò ống này có mã là 6407 nha, giá 200.000. Tiếp theo là một cái cây cưa sắt ha, của Banco, của Pháp nha mọi người. Đây nó còn cái lưỡi gì nó đâu, Banco nè. Banco à, của Thụy Điển ha, đây là Thụy Điển sản xuất nè.
cắt sắt ha. Đây, bên cô. Cán bằng nhôm mọi người. Đó, gắn lưỡi vô xài. Ở đây thì nó có kèm theo một lưỡi nữa nha, em kèm theo một cái lưỡi của Nhật. Đây là một cái lưỡi của Nhật. Lưỡi Shinto. Cũng là cắt sắt ha. Rồi. Cái bộ cưa này có mã là 6408 nha, giá 210.000. Tiếp theo là một cái cây súng phun cát. Súng bắn cát nha. Hàng này hàng bãi Nhật nha mọi người. Nó còn nguyên dây vậy luôn á, đó. Test hơi ok. Mọi người về vô lại dây. Đây là đu chuột. Còn dây này hút vô cát nè. Hút cát lõi sứ nè mọi người. Lõi này nó bằng sứ nên nó chống mài mòn. Đây, bên trong nè. À, cái súng bắn cát này có mã là 6409 nha, giá 610.000. Rồi cuối cùng là một cây cắt chốt dây điện nha mọi người. Kìm chốt dây điện của Đức nha mọi người, đây. Kìm bên này ha. Đức sản xuất nha. Hàng của Wittmuller. Đây, thương hiệu Wittmuller rồi. Đây nó có chốt và cắt dây điện luôn. Đây là cái lưỡi cắt nè. Đó. Đây chốt nha mọi người. Ở đây là em đang chỉnh chế độ nhẹ rồi nè. Chế độ dây điện nhỏ tăng lên nha. Sẽ cắt dây điện lớn. Đó. Nó có nhiều mức để mình điều chỉnh. Có dao rất là tiện, dao cắt. Đây để điều chỉnh nè. Đó. Chút nhanh nha. Tự động chút nhanh. Không cần phải canh là xài dây lớn hay nhỏ gì hết. Cứ lớn nhỏ gì cũng được. Để vô là bấm. Đó. Rồi ok. Cái kiềm chốt dây điện của Đức này có mã là 6410 nha. Giá bán 400.000. Rồi em kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha.